Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở số 1 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phim trường Pixel, nơi ghi hình chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ 6. Và bây giờ thì bên trong thì mọi người đang ghi hình K2 của ngày 20 tháng 10 2020. Bây giờ là coi như là 5 giờ mấy á, là qua giờ xổ số rồi ha. Hôm qua thì hôm 17 tây thì Khương Dừa với là anh Colorman đã phát động cái đợt đi cứu trợ miền Trung á, từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 10. Xong rồi bà con cô bác vô ủng hộ quá trời luôn. Qua nay Khương Dừa quay clip thì Khương Dừa cũng có chia sẻ cái số tài khoản của Khương Dừa ở trong cái clip, trong cái phần bình luận với lại trong cái phần giới thiệu, thì bà con cô bác gửi tiền vô tài khoản rất là nhiều luôn. Hôm qua thì Khương Dừa cứ 10 cứ tại vì Khương Dừa có đăng ký cái online á, tên online cái gì đó, anh ACB hay gì, ACB ý là ACB online, internet banking. Internet banking đó, người ta học tiếng nước ngoài về có khác không? Internet banking đó. Internet banking. Thì là mỗi lần mà bà con cô bác mà gửi tiền về để cứu trợ miền Trung á, là nó sẽ hiện lên, nó nhắn tin cho Khương Dừa biết. Thì hôm qua cứ 10 người thì cái Khương Dừa cộng lại cái Khương Dừa 6 tin nhắn, 10 người cái Khương Dừa cộng lại Khương Dừa 6 tin nhắn. Còn bây giờ là hôm qua nay là từ 7 giờ á tới nay là Khương Dừa chưa có đọc, chưa có cộng lại. Đó mà giờ chắc khoảng 200-300 tin nhắn gì đó. Và số tiền giờ cũng lên rất là nhiều luôn rồi. Bây giờ Khương Dừa phải mời hai bạn trợ lý, đây là bạn Thanh Trương, đây là bạn Mỹ Ngân. Đó, Thanh Trương là có kênh Trần Thanh Trương rồi, Mỹ Ngân thì chưa có kênh. Đó, vài bữa Khương Dừa sẽ tạo cho Mỹ Ngân một cái kênh. Đây là cái bạn đọc voi của chương trình Thi Được Thật mùa 6 á, thì cũng có người khen người chê, nhưng mà đa số mọi người nhắc tới cái bà đọc bình luận rất là nhiều. Nhưng mà riêng bản thân Khương Dừa thì thấy là đọc rất là vui, không biết hay dở nhưng mà thấy vừa vui. Đó. Bây giờ Khương Dừa sẽ ngồi cộng lại từ cái số tiền hôm qua, giờ cộng lại cho hai đứa cộng lại cho chính xác, sợ một đứa cộng hồi lát nó quên cái hồi mà cộng lại từ đầu là chết luôn. Sẵn thì Khương Dừa cũng sẽ đọc cái tên của cái người cần của người gửi luôn. Còn có những cái người mà có những ông bà cô chú mà không có để cái tên đó, thì Khương Dừa sẽ để là dấu tên ha quý ông bà cô chú. Dạ. Thì hôm qua thì tính đến hôm qua thì Khương Dừa đã nhận được giờ tụi em cộng ghi số nè. Dạ, dạ. Hôm qua là Khương Dừa đã nhận được 228.350.000 đồng. Trời ơi, số lẻ. Anh đọc lại đi. 228.350.000 đồng, thêm hai số không nữa, thêm lại ba số không nữa. Em đi tắt. Thôi đừng có tắt không hồi là có 50.000 đồng nữa, có 500 đồng nữa. Không quên còn cộng muốn nổ não luôn. Hôm qua có 500 đồng nữa. Dạ. Thì mấy cái 500 đồng, 400 đồng là Khương Dừa phải bù lên 500 đồng để nó tròn. Ừ. Nó tròn trịa con chứ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đọc ha. Dạ. Giờ sợ nó nhảy quá. Đang đọc cái tin nhắn nó nhảy ha. Nè kéo từ đầu, nội anh kéo từ đầu xuống là không cũng đuối rồi. đang đó. Hồi sáng thì Khương Dừa nhận ở bên cửa hàng sầu riêng cũng khoảng 100 mấy triệu á, nhưng mà cái đó khoan cộng vô đi, bây giờ Khương Dừa cộng trong cái tài khoản của Khương Dừa xong rồi để cộng lần này nữa, rồi Khương Dừa coi số tiền, rồi Khương Dừa sẽ in cái sao kê ra, rồi Khương Dừa cộng lại một lần nữa cho chính xác, sẽ nhờ mấy bạn kế toán kiểm tra lại cho Khương Dừa một lần nữa. Tại đây là tiền của tấm lòng của ông bà cô chú đã gửi cho Khương Dừa để Khương Dừa đi ủng hộ đồng bào miền Trung. Mình sợ sai sót á sẽ không được hay. Đó. Một là mình sẽ bỏ vô thêm, chứ mình đừng có để sót mấy cái tiền này là dính tới 1.000 đồng là mệt lắm. Lọt nhiều dữ vậy anh. Thì bởi vậy mấy đứa hai đứa cộng. Lọt không nổi. Thì anh nói qua nãy hôm nay nhảy tin nhắn không mà anh giờ anh bị quán gà luôn rồi đó. Mà nhưng mà rất là vui. Thấy không? Rất càng là nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Và bà con cô bác là chứng tỏ là rất là tin tưởng Khương Dừa, gửi 50, 100, 200, 300, 500 triệu, 2 triệu, 10 triệu, 20 triệu để Khương Dừa đi gửi cho đồng bào miền Trung. Dạ. Chân của Khương Dừa hôm nay thì cũng khỏe rồi nha bà con cô bác, có thể là ngày 23 Khương Dừa sẽ đi được, thì chuyến đó sẽ có Thanh Trương đi nữa. Rồi chuẩn bị nha, vô mấy đứa. Hãy sẵn Khương Dừa cũng cảm ơn luôn nha, Khương Cần vừa cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều. Có thể cái clip này nó sẽ rất là dài nhưng quý ông bà cô chú hãy coi tới hết để mình coi được bao nhiêu tiền. Còn hai đứa này có số phải đúng nha, hai đứa em mà động cộng số mà cuối cùng không có đúng là phải cộng lại từ đầu đó.
Dạ. Áp lực lắm nha. Áp lực. Đang ghi hình ảnh tổng mà mấy anh em nhà tốn là đi tính tiền. Bé Cherry 100.000 đồng. Là cộng tiếp theo. Cộng 100.000 đồng vô. Cộng theo luôn. Ừ. Dạ. Rồi. Biết không vậy? Mấy cái cây là tiền này là choáng rồi. À, mọi người cũng bay theo đến cuối rồi, để coi coi mình có sai tên nè, thấy không? Nó cộng có số 100 không nè, sai nè. À đúng rồi, quên. 100.000 đồng. 100.000 đồng. Lại đi. Rồi nữa giờ. Em làm cộng đúng rồi á. Chưa, từ từ. Trừ trừ 100 đi. Trừ 100 này ra đúng. Trừ 100 đó. Thấy không? Thiệt không? À vậy cộng 100. Cộng đúng sao đúng 100 là, đồng. Là 5 số 0 á. Ờ 100.000 đồng bé Cherry, cảm ơn bé Cherry nha. Cảm ơn bé. 150.000 đồng. Trần Minh Đạt. 300.000 đồng. Ngô Thị Yến Quy. Tại cái này không có dấu nên có khi là Khương Dừa sẽ đọc không có đúng tên của quý ông bà cô chú anh chị, quý ông bà cô chú anh chị thông cảm ha. 2 triệu đồng. À không có tên. Ghi ghi giao dịch à. 500.000 đồng. Giang Trang RG. Tụi em chỉ cộng số tiền là được rồi ha. 200.000 đồng. Không có tên. À, 1 triệu đồng không có tên. 100.000 đồng không có tên. 2 triệu đồng không có tên. Này không có tên là họ để giao dịch không, Khương Dừa cũng không biết nữa. 100.000 đồng không có tên. 500.000 đồng Bùi Thị Hương. 1 triệu đồng không có tên. 300.000 đồng không có tên. 8.060.000 đồng thì rõ ràng 8.000.000 thì 8060.000. 8.000.000 60.000 đồng. Em nhắn sai quá nè. Tao nói 8.000.000 sáng luôn á. Tại vì nó nhắn bị nhầm số anh. Bây giờ sao? Giờ đọc lại từ đầu chứ sao? Dạ. Em bị lệch mấy số bên đó. Nè nhập số lại của nhập số lại bên đó đi. Quỷ đi. 2 4 4. Thôi kêu 8 đứa mới được. Thiệt chứ, con đứa này mất con đứa kia thì. Rồi rồi, được rồi. Ở cộng số không biết nữa mấy đứa. Xin lỗi. Xin lỗi bà con cô bác mà hai đứa nó làm biên tập thôi mà. Làm nội dung không không làm kế toán. Đừng có bấm dấu chấm chúng vô xóa nha. 50.000 đồng Lâm Bảo Ngọc. 200.000 đồng không có tên. 200.000 đồng không có tên. 100.000 đồng không có tên. 100.000 đồng không có tên. 1 triệu đồng không có tên. Kỳ vậy. 300.000 đồng không có tên. Rồi so kè hai số hai đứa ơi. 2 246 610. Rồi 1 triệu đồng Nguyễn Văn Thương. Hoặc là Nguyễn Văn Thưởng. Hoặc là Nguyễn Văn Thường. Hoặc là Nguyễn Văn Thướng. Hoặc là Nguyễn Văn Thượng. Không biết tên của anh luôn. 200.000 đồng không có tên. 100.000 đồng Nguyễn Thị Quy. Hoặc là Quý gì đó. Dạ. 200.000 đồng không có tên. Ở có Võ Thị Kim Ngọc. 300.000 đồng Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thanh nha. Dạ. Dạ không có dấu nha bà cô chú không biết tên. Dạ bà chú thông cảm nha con vừa nha. Dạ 300.000 đồng không có tên. 500.000 đồng không có tên. 100.000 đồng không có tên. 500.000 đồng không có tên. 100.000 đồng Nguyễn Thanh Điền hay là Nguyễn Thanh Điện gì đó, không có tên. 300.000 đồng không có tên. 300.000 đồng Trần Thị Kim Nga ủng hộ miền Trung. Rồi 500.000 đồng không có tên. 500.000 đồng Triệu Quốc Hùng hay là Triệu Quốc Quốc Hưng vậy? Dạ 1 triệu đồng không có tên. 300.000 đồng không có tên.
200.000 đồng không có tên, 100.000 đồng không có tên, vô quen rồi ha, 100.000 đồng Trần Thị Tám hay Tâm gì á, được chưa? Quen rồi, hai số. 500.000 đồng Nguyễn Thị Bích Hồng, 300.000 đồng Phạm Thị Bích, nó TH rồi bị thiếu chữ rồi, 500.000 đồng không có tên, 500.000 đồng Thanh Long, Trương Thanh Long, Trương Thành Long vậy, dạ, 1.000.000 đồng Cần Ngọc Thái hả? Cần Ngọc Thái, dạ bạn Cần hả? Ngọc Thái vậy? Chắc họ Cần Ngọc Thái à? À, Cần Ngọc Thái à? Dạ, 2.000.000 đồng chưa không có tên, 200.000 đồng Trinh Thị Tú Trinh, dạ. Hôm nay cũng có vài khách hàng mà chuyển tiền cho anh nữa, không biết nhiều khi anh đọc nhầm vô luôn, phải coi tự, à, coi độ độ luôn. 500.000 đồng không có tên, 300.000 đồng Bùi Hữu Nghĩa, 200.000 đồng Nguyễn Thị Hiền, 500.000 đồng Ngô Thị Thanh, Ngô Thanh Giang, Ngô Thành Giang vậy, 600.000 đồng Nguyễn Thị Thu, ở Nguyễn Thị Thư, 300.000 đồng Tường Anh. Giờ lại bao nhiêu chưa? Bao nhiêu số rồi? Em nhầm à? 260610 đúng không? 260. Ủa? 61 rồi. Em bị ấy dập mấy cái số rồi. Trời ơi. Không, tại vì đến đến cái lúc em vẫn nhắn bình thường mà sao nó tự nhiên nó đổi số này. Gọi lại tụi em. Chết luôn. Tới đâu rồi? 600 nãy vừa 6 số cuối 600.000 đồng bao nhiêu? 300.000 đồng Tường Anh. 500.000 đồng Ngô Thị Bé Vân, 300.000 đồng Huỳnh Thị Lanh, hả Lánh gì ạ, 200.000 đồng Nguyễn Lâm Như Mai, Nguyễn Lâm Như Mai, à, chắc Nguyễn Lâm Như Mai, 200.000 đồng Phan Thị Hương hoặc là Phan Thị Hường, 500.000 đồng Nguyễn Thị Thủy hoặc là Nguyễn Thị Thùy, 100.000 đồng Huỳnh Thị Phan hoặc Huỳnh Thị Phấn, dạ, 500.000 đồng không có tên, 100.000 đồng không có tên luôn, 100.000 đồng không có tên, 1.500.000 không có tên, 1.000.000 Trương Thị Thúy Mai, 200.000 đồng không có tên, 200.000 đồng Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, 1.600.000 đồng không có tên, 200.000 đồng không có tên, 100.000 đồng không có tên, 200.000 đồng Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thanh, ổn chưa, ổn chưa, 200.000 đồng Nguyễn Thị Hồng, 200.000 đồng Lê Thị Cẩm Giang, 200.000 đồng Nguyễn Văn Thanh hoặc là Nguyễn Văn Thành, 200.000 đồng không có tên, 500.000 đồng À, thấy chữ Nguyễn à, không biết Nguyễn gì luôn, dạ, có cái lời nhắn là ủng hộ miền Trung, à, chúc chúc anh Khương sức khỏe chấm ct, 100.000 đồng Trần Trung Tính, coi đúng cho chương 269810 đúng rồi, rồi nè nè số này số lớn nha, 11.700.000 đồng không có tên, 200.000 đồng Nguyễn Ngọc Bích, 300.000 đồng không có tên, 500.000 đồng không có tên, 200.000 đồng Thịnh, để tên Thịnh không à, dạ, 500.000 đồng không có tên, 100.000 đồng không có tên, 500.000 đồng Nguyễn Kim Thảo, 500.000 đồng
làm xe lan, làm xe lan gì không, ở này không có tên, không biết làm xe lan chuyển tiền không, không rõ. 300.000 đồng không có tên, 500.000 đồng không có tên. Nguyễn, 200.000 đồng của Nguyễn Thị Linh. Ủa sao ta có người là để có tên, còn có người là để cái số chuyển không, anh không biết. 200.000 đồng bé Bùi Khôi Nguyễn, học sinh lớp 8A trường Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi rõ mình hiểu không? 500.000 đồng cô Sáu Nha Mân Đồng Tháp. 500.000 đồng Ủa 200.000 đồng ghi 500 cho 200.000 đồng nha. Dạ, Sáu hả? Để xíu trừ lại. Dạ, xíu trừ 400. Trừ 400 liền đi. Cộng mấy, trừ 400 liền. Tại cô Sáu mình tưởng chương nó đói rồi. Đọc lại. 26210 đúng không? Đúng rồi. 200.000 đồng Phạm Hồng Ngọc. Trường ơi tập trung vô. Rồi. Người ta gửi tiền cho mình đi giúp mà mình cộng không xong nó chết luôn. 300.000 đồng Trang Sáu. Trang Sáu không rõ, dạ không rõ tên à. 500.000 đồng Nguyễn Thị Huệ. 300.000 đồng Mộc Mập. 200.000 đồng Mai Phương. 100.000 đồng Nguyễn Khánh Trình, không Nguyễn Khánh Trinh à, không không ra Nguyễn Khánh Trình hoặc là Nguyễn Khánh Trinh. À, dạ nè, số lẻ nè, số lẻ nè, số này cộng là tập trung nha, để anh đọc qua lần rồi anh đọc lại hả, cộng nè, thôi ghi số nè, đọc số nào ghi số nấy nha. 2 4 2 6 1 1 0 Nó lẻ gì mẹ trời ơi, số lẻ rồi. Vậy? Thì chuyển qua ngân hàng nó lẻ vậy thôi, lát mình, mình chặn lại, lát mình cộng chặn rồi, lại. Số này 2 9 12 36 1 0 1 0 đó. 2 9 12 36 1 1 0 rồi rồi. 200.000 đồng à, cái ở trên là ở trên là Nguyễn Anh Linh Hoàng ha, còn ở dưới là Nguyễn Thị Gái. Rồi có người chuyển tiền cái nó nhảy rồi. Hả? À, tới Nguyễn Thị Gái anh. Nguyễn Thị Gái hả? Dạ. Nguyễn Văn Thành này. Đó. Không, Nguyễn Thị Gái. Nguyễn Văn Thành là lúc có chơi nè. Tụi em tổng cộng tới Nguyễn Thị Gái hả? Nguyễn Thị Gái. Dạ. Số lẻ lẻ là mua đang cái số lẻ lẻ đó. Số lẻ lẻ xong rồi 200.000. Mua. Chưa đến cái số đó đâu anh. Trời đang ấy người ta chuyển tới hay là mình tắt điện thoại sao mình ngu quá trời quá đất. Không. Cho đi về đừng chuyển tới không. Bởi gì? Này Nguyễn Thị Gái hả? Đâu quay được. Tại số tài khoản của anh nữa mà. Số tiền của anh đây nữa mà. Trời ơi. Từ từ, không được được, con gái hả? Anh xíu ơi, bây giờ tới anh nè. Đây 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 đây. Đây đây đi tôi trẻ mình đi là đi một đoạn. Thị gái nè. Rồi. Chuẩn bị nha. Nguyễn Thị Gái cộng chưa? 200 rồi đó, đến 200 rồi. Rồi 500. Không có tên. À 200.000 không có tên. Bà con bác à, thông cảm giúp con vừa nha, tại chắc mai mốt con vừa sẽ mở một cái tài khoản riêng để tiền tài khoản này chuyển qua đó. Rồi cứ như vừa đưa ba ông bà cô chú coi số tài khoản cái này, hiện tại là cái số tài khoản này nó nằm trong cái số tài khoản của Phương Dừa giao dịch rồi nữa, nên nó có số tiền của Phương Dừa nữa. 100.000 đồng không có tên. 145.000 Nguyễn Phú An. 200.000 đồng không có tên. 1.000.000 đồng không có tên.
từ từ anh cho em chứ. Một triệu đồng là cộng với cái số trên 1 triệu là cái gì anh ạ? 200 dài đợi được. Ra số mấy? Đo chưa? Ra số là 292536 1. 581 1. Bao nhiêu? Bao nhiêu? 292 581 1. Bây giờ em lấy số của Ngân, Ngân đi. Rồi em xóa số em đi. 292 em xin lỗi quý vị đã 581 mấy gì 110 không thực sự là nó tự nhiên nó đọc cái con cái em cái này tại Khương Dừa muốn công bố mỗi ngày á nên Khương Dừa giờ cộng mỗi ngày chứ sao hết thì cộng xong số có số chốt cái ngày nào ví dụ 15 giờ ngày nào á cái Khương Dừa in một cái kasoke đó ra rồi cho ngồi cộng tại cái cảm ứng này nó nhấn nhầm một cái lên ra một cái số khác tới nhiêu rồi triệu rồi phải không 100.000 đồng cộng 100.000 đồng không có tên cộng 500.000 đồng Nguyễn Lâm Ngọc Mai 200.000 đồng có nghĩa là quý ông bà cô chú gửi tiền đi giúp đỡ thì quý ông bà cô chú cũng không có muốn chia sẻ cái tên đâu dạ nhưng mà thôi Khương Dừa cảm ơn cái thứ hai nữa là cái đây là cái công việc Khương Dừa cũng phải làm mà Khương Dừa cũng phải cộng lại à Khương Dừa phải còn cộng lại 100.000 đồng không có tên 200.000 đồng Võ Thanh Triết 500.000 đồng không có tên 300.000 đồng không có tên 100.000 đồng không có tên 500.000 đồng Đặng Cẩm Thành ha dạ đã họ Đặng Cẩm Thanh dạ 150.000 đồng Lưu Thị Thanh Thủy hoặc Thanh Thùy 1.000.000 đồng bạn Thảo Trần ở Nam California Mỹ ủng hộ nè đang đọc số nha từ từ ghi nha 2.350.000 đồng 2.350.000 đồng 50.000. Nguyễn Thị Lệ 200.000 đồng Đinh Trọng Sang 200.000 đồng cộng luôn em tiếp đi 220.000 đồng lát trừ 220.000 đồng lấy số em đi cộng đi cộng đi rồi trừ 20.000 đồng à 299081110 rồi đi 7 nữa bà này ra 781 em ra 081 này 2.98 à rồi lấy số này lấy số em đi số em nãy giờ chính xác mà đâu đọc lại coi 299081110 ôi cái này không được rồi chắc anh phải đổi đi qua số tài khoản thôi chắc nay anh mở số tài khoản thiệt đọc lại đi chương 2.299081110 nãy giờ là em đúng á nãy giờ là em rất tỉnh táo để tài khoản trống á để mọi người gửi vô rồi tới đâu anh đọc tới đâu quên rồi Đinh Trọng Sang phải không? 200.000 đồng Phùng Kỳ Ngọc Lâm họ Ngọc Lam 200.000 đồng chưa rõ mà không biết ai 100.000 đồng không có tên 600.000 đồng chị Hằng Hoa chị Hằng Hoa hả Hoa Phú hả cứu trợ chị Hằng không có dạ không rõ tên đây 5.000.000 đồng Nguyễn Huỳnh dạ không có tên BH mà bị thiếu chữ à 200.000 đồng ủng hộ miền Trung không có tên dạ 1.000.000 đồng dạ không có tên 200.000 đồng dạ không có tên 200.000 đồng dạ không có tên 100.000 đồng Quang Thị Hồng Cẩm hoặc là Hồng Cam 5.000.000 đồng gia đình Đài Loan ủng hộ miền Trung dạ 2.000.000 đồng không có tên 2 trừ 1.800.000 đi có 200.000 đồng không trừ 1.800.000 đi ta anh còn qua mắt đọc số ơi 312081110 đúng rồi 200.000 đồng Đỗ Thị Bạch Mai cờ đỏ
không hết, đổ thịt bịch mai không gì á, có đổ thịt cô, đổ thịt bịch mai, dạ 200.000 đồng. Lê Ngọc Thu An hoặc Thu Ân 50.000 đồng, không có tên, 2.000.000 đồng. Lê Thị Thu Phương, Thu Thương 1.000.000 đồng. Nguyễn Thanh Thủy, sẵn Khương vừa đọc vậy luôn để quý ông bà cô chú biết là quý ông bà cô chú gửi tiền tới, quý ông bà cô chú cũng cũng yên tâm, mà chắc quý ông bà cô chú cũng không có thời gian để xem hết clip, không biết tên mình nằm đâu luôn. 100.000 đồng. Nguyễn Thị Thanh Xuân 200.000 đồng. Nguyễn Thị, dạ không có tên cuối, 500.000 đồng, dạ không có tên luôn, dạ 500.000 đồng. Hoàng Thị Nô hoặc là Hoàng Thị Nở hoặc là Thị No hoặc là Hoàng Thị Nợ hoặc là Hoàng Thị Nơ 300.000 đồng, không có tên, 1.000.000 đồng. Niềm ly niệm ly, dạ không có tên, không, Khương vừa không rõ tên này, dạ Khương vừa đọc không có dấu, Khương vừa không rõ, 2.000.000 đồng, dạ không có tên, 500.000 đồng. Nguyễn Tường Ngân 1.000.000 đồng. Đỗ Đình Trí Nguyễn Hoàng Di ở San Jose 321 631 110 621 631 631 đọc đọc lại đi, 321 631 110. Thấy không, nãy Khương vừa cũng khôn mới kêu hai đứa chứ thôi chẳng đi bụi. Dạ. 50.000 đồng mở tay chưa, càng mở tay thì mình càng vui phải không. Dạ. 500.000 đồng. Nguyễn Kim Hoàng 180.000 đồng. Mong anh chuyển được số tiền nhỏ này đến giúp đồng bào miền Trung. Gì vậy Trương? 322361. Nó cộng ra 600 mấy chục triệu luôn kìa. 322. Cộng hồi tôi bù chết luôn. 361110. 110. Ý là nhìn là tối nhìn nó hoa mắt. 200.000 đồng. Nhấn nhiều số quá. Ừ. 200.000 đồng này. Nè số nè, từ từ nha, đọc số ghi nha. Cộng đi. 1 141 141 bỏ số 1 đầu tiên. Không, thêm mở, anh đọc 1 rồi, 141 141 là hàng triệu á. 350 cộng bằng ấy. Rồi đọc số ơi. 3 2 3 7 0 2 4 6 0. 5.000.000 đồng. À cái này là nãy là Nguyễn Phương nha. Dạ. 5.000.000 đồng. Lưu Văn Hải. Dạ. Ủa là hai cái 5.000.000. Có một cái à? Một cái. Từ từ nha mấy đứa, điện làm đó. 200.000 đồng. Khánh Trần My. Này chắc mấy đứa học sinh nhỏ nè, dễ thương nè. 5.000.000 đồng. Trăm chuyển ủng hộ miền Trung không có ghi tên. 200.000 đồng. Lê Thị Tường Vi. Dạ. 200.000 đồng. Nguyễn Trung Thành hoặc Nguyễn Trung Thanh. Nè nè, tập trung nha. Đọc số nào ghi số đó nha, đừng ghi thêm nha. 2 282 700. Này là Ly Nguyễn à, Lý Nguyễn à. 1.000.000 đồng. Nguyễn Đức Vĩnh 1.000.000 đồng. Nguyễn Thị Thu Nhàn hoặc là Thu Nhân. Dạ, chắc Thu Nhàn. 200.000 đồng. Trần Tuyết Nhi 50.000 đồng. Nguyễn Ngọc Thành Vân Văn của Vân Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Thanh Vân 500.000 đồng. Ngô Ngọc Hoàng 250.000 đồng. Không có tên. 100.000 đồng. Nguyễn Thị Oanh. Trời tối luôn rồi mấy đứa ơi. Đây nhiều nè. 12.000.000 đồng. Không có tên. Dạ cảm ơn. 500.000 đồng. Hoàng Thị Phương Nhi. Dạ cảm ơn. 100.000 đồng. Phạm Thị Huyền, cảm ơn. 300.000 đồng. Phạm Thanh Bình, cảm ơn. 200.000 đồng. Tăng Kim Yến, cảm ơn. 200.000 đồng. Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1.000.000 đồng. Trinh Thị Sang. Dạ cảm ơn. 500.000 đồng. Lý Thị Hồng Nhung, cảm ơn. 200.000 đồng. Không có tên. 200.000 đồng. Này là chuyển qua Momo không có tên. 2.000.000 đồng chị Nguyệt.
500.000 đồng, Trần Thị Mỹ Trang, cảm ơn. 1.000.000 đồng, Nguyễn Hành Xuân Hiên. Nguyễn Hạnh Xuân Hiên, Xuân Hiển à? Chắc là Nguyễn Hạnh Xuân Hiển thì sẽ đẹp hơn, tên đẹp. Dạ rồi, cảm ơn. 2.000.000 đồng, chưa không rõ tên. 300.000 đồng, Châu Kiến Cúc. Dạ cảm ơn. Nè nè, tập trung nha, để anh đọc xong hả ghi hả, định hình hả ghi nha. 3.720.000 đồng, 3.720.000 đồng, Đoàn Minh Thu hoặc là Đoàn Minh Thư. Ra chưa? Rồi, ra. Đọc số đi. 364 405 160. Đúng rồi. Tối vô mày được tối vô, tối không? Tối. Tối lại chuyển. Đọc đọc từ cầm sáng đến thôi. Cầm hai cái. Tiếp tục. 500.000 đồng, Nguyễn Thị Bảo Ngân. 300.000 đồng, Bùi Thị Trúc Ly. 200.000 đồng, Hoàng Ngọc Hải. 1.000.000 đồng, không rõ, chưa rõ tên. 300.000 đồng, Đặng Thị Mỹ Duyên. 2.000.000 đồng, không có tên. 400.000 đồng, Nguyễn Thị Kim. 200.000 đồng, Võ Thị Oanh. 200.000 đồng, không có tên. 100.000 đồng, không có tên. 100.000 đồng, Nguyễn Thị Kim. 500.000 đồng, Vương Thị Xuân Hường hoặc là Xuân Hương. 1.000.000 đồng, không có tên. 150.000 đồng, không có tên. 1.000.000 đồng, không có tên. Không có chị Hường ở quận Bình Tân. Con gà rồi. 500.000 đồng, không có tên. 3.000.000 đồng, dạ không có tên. 500.000 đồng, chưa từng bao giờ quay clip gì luôn. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, dạ cảm ơn. 500.000 đồng, không có tên. 376 855 160. Rồi, 100.000 đồng, không có tên. 100.000 đồng, không có tên. 4.600.000 đồng, anh Kenny ở Houghton. À, Kenny Houghton ở Texas, USA. Này này nè nè, ghi nha. Cái này mà cái này chắc mấy anh chị chuyển đổi thành tiền sao mà thành lẻ nè. Đọc số nha. Đọc số nào ghi số đó nha. 861 74 Hoàng Anh, dạ. Rồi. Kể cộng đi, lát lát mình có gì. 4.000.000. Dạ không có tên. 2.000.000. Dạ không có tên. 100.000 đồng. Nguyễn Mai. 100.000 đồng, dạ không có tên. 500.000 đồng, Trần Thị Hiếu. 300.000 đồng, Lê Thị Hạnh. 100.000 đồng, không có tên ạ. 1.000.000 đồng, dạ không có tên. 3.000.000 đồng, Nguyễn Văn Tiến. 50.000 đồng, dạ không có tên. 50.000 đồng, dạ không có tên. Này quý khán giả nhắn nè, em xin ủng hộ đồng bào miền Trung của ít lòng nhiều. Dạ cảm ơn bạn rất là nhiều, bao nhiêu là cũng là quý rồi. 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kim Thoa. 5 ghi số 5 chưa? Ghi số 5 hả? Ghi số 5 hả? Chưa. Chưa ghi hả? Chưa. Vậy là 200.000 đồng. Thì em ghi 500 đi rồi em trừ 300. Trừ 300. Trừ 300. Này là Lê Thị Linh. Đó số. Gọi là 3941 6902. Đúng rồi. 5.000.000 đồng. Huỳnh Kim Phụng, quận 8, cảm ơn. 2.000.000 đồng. Nguyễn Thị Như Anh Đào. Dạ cảm ơn. 1.000.000 đồng, dạ không có tên. 500.000 đồng, Trương Thị Thu Hiền.
500.000 đồng, Nghiêm Thị Hoàng Anh 100.000 đồng, dạ không có tên, 1.000.000 đồng, Nguyễn Long Hòa 300.000 đồng, Tôn Nữ Doãn Trâm hả? Dạ Khương vừa nghĩ là Tôn Nữ Doãn Trâm chứ không phải, có thể là Tôn Nữ Đoàn Trâm hả? Dạ 1.000.000 đồng, Lê Thị Cẩm Vân chưa, tập trung nha, giờ là số đọc số nào ghi số đó nha. 5 159 000. My Thanh Đào, hoặc là chắc là tên Đào Thanh My à. 5.190.000 159 đúng rồi. Anh đọc số ghi số rồi, ok. Đọc số đi. 41067.5902. Dạ. 5 triệu. Xin dấu tên. Có mấy cái không để tên. 500.000 đồng. Dạ không có tên. Này là nhiều nè, nhiều nè. 11 triệu. Này là tập thể anh chị em Rock Link là BROKLIN. Dạ. Rock Link là ủng hộ miền Trung. 500.000 đồng. Đào Thị Thùy Trang 1.000.000 đồng, không có tên. 300.000 đồng, Nguyễn Lý Tưởng, Nguyễn Lý Tường hoặc là Nguyễn Ly Tương. Dạ 200.000 đồng, Đinh Thị Thu hoặc là Đinh Thị Thư 200.000 đồng, Ngô Tuyết Nhi. Nè tới này là số lẻ nha. 3 258 000. Chụp hình được không? Chụp hình được. Chụp hình lại cái đi. 432 633 902. Đúng không? Rồi, ở ngay chỗ Ngô Tuyết Nhi nha. Ngô Tuyết Nhi. Ngô Tuyết Nhi. Khán giả nhớ lưu lại hình ảnh này nha. Ủa không, này là Nguyễn Thị Phương rồi. À Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Phương chứ. Nguyễn Phương Thị Thị chi trả cửa. Nguyễn Phương Thị gì không? Không rõ. Là tụi em mới vừa 3258 thôi. Được. Rồi. Rồi nhớ lát đó lại mình có gì mình quên ha. Để mình biết Nguyễn Phương Thị. Rồi. Cộng 3 triệu. Cái này Trần Duy Mỹ à. Nè số lẻ nè. 4 884 000. Cái này là Trần Linh Thị Hồng hả? Dạ. 500.000 đồng. Dạ không có tên. 100.000 đồng. Dạ không có tên. 500.000 đồng. Dạ không có tên. 1.000.000 đồng, Phạm Hoàng Ân hoặc là Phạm Hoàng An. 1.000.000 đồng, Nguyễn Thị Kim. Anh vừa mới động 1.000.000 đồng à? 1.000.000. Ờ đúng rồi. 100.000 đồng, không có tên. 200.000 đồng, không có tên ạ. 5 triệu, Nguyễn Kim Sa. 2 triệu, Hà Thị Kim Loan. 100.000 đồng, dạ không có tên. 1.000.000 đồng, Nguyễn Minh Long. Dạ không có tên. 3.000.000 đồng, Nhóm YouTube Thầy Khương Dừa khóa 1. Wow. Các bạn, okay. 3.000.000 đồng là các bạn làm YouTube á. Hiện tại Khương Dừa đang đọc tới cái số là của ngày 20 tháng 10 ha bà con quát, hôm nay là ngày 20 tháng 10. Và số này đang là 11, lúc này chuyển 11 giờ 48 phút. Vậy là mình mới được nửa buổi sáng rồi đó. Còn nửa buổi chiều. 500.000 còn biết không? Dạ không có tên. 300.000 đồng, Lê Thị Hoa. Cái này phải livestream mới vui. 100.000 đồng, Lương Công Quyền hả? Dạ chắc Lương Công Quyền. Dạ Lương Công Quyến à. 200.000 đồng. Phan Phước Trà Ti Phan ủng hộ miền Trung. 500.000 đồng,
Dạ chưa rõ. Dạ 500.000 đồng không có tên. 200.000 đồng không có tên. 2 triệu đồng Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Thị Tính. Ủa, Nguyễn Thanh Tình hoặc là Nguyễn Thanh Tính. Dạ. Tìm là tìm tìm LV không biết. 300.000 đồng không có tên ạ. 200.000 đồng không có tên ạ. 1 triệu đồng Momo không có tên vậy. Nè nè, số lẻ nè. 5170449. Người gửi là Phan Nguyễn Diễm Ngân ạ. Em vào đó. 500.000 đồng Nguyễn Triệu Hồng Huân. 100.000 đồng Nhà không có tên. Đây số lẻ nè. 4620 000. Hên quá, tự nhiên bấm trước 3 số 0. Nào thôi đúng luôn. Thêm 2 số. Đúng, đúng chưa? Rồi cộng đi. Bao nhiêu rồi chị? Bao nhiêu rồi? 471208351. Rồi 471 nó 476 luôn rồi. Đại lúc này. Hả? Lấy cái số của chị chính xác ạ, vì em vừa mới hoa mắt cái. 471 đó. 208 71208 351. Ủa cái này 351 gì không được rồi. Mai cái này phải anh phải đổi bằng tài khoản trắng mới được. Mai cấp số tài khoản 471 khác. Đúng không? Em coi lại cái dữ liệu trước đúng không? Có một tài khoản chuyên để mình mình ấy ha bà con cô bác, mình làm từ thiện thôi. Vừa nói tôi ổn xong ấy. 300.000 đồng cộng 300.000 đồng. Hồi nãy số vừa nãy là Thu Huỳnh vậy, không có, không có tên. 200.000 đồng dạ không có. Hồi 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 mày mai Khương vừa sẽ đổi số tài khoản khác nha quý ông bà cô chú. 200.000 đồng Hà Ngọc Dư. 300.000 đồng Trần Minh Tuấn. 1 triệu đồng Võ Thanh Tân. 300.000 đồng Phương Mỹ Loan. 1 triệu đồng Nguyễn Thanh Nguyễn Văn Thanh ở Tân Bình. 100.000 đồng chưa rõ. 250.000 đồng Lương Thị Thu Thắm. 1.700.000 đồng Nguyễn Thị Kiều Phương. 500.000 đồng Đặng Nguyễn Đăng Khoa. 500.000 đồng không rõ. 200.000 đồng Huỳnh Anh NG, dạ nó bị mất tên á, con vừa không rõ. 1 triệu đồng Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Lan Như ạ. Nè số lẻ nè, mới vừa rồi anh đọc nhiêu ạ? Triệu đồng. À, 1 triệu đồng không? 1 triệu đồng không? Ừ. Nè ghi số nha. Anh bấm tiếp luôn đi. 2021 257. Cái này là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển tiền toàn cầu. À cái này không phải, cái này của chuyển người gửi là người tên gì không, Phương vừa chưa rõ. À, tiếp theo nè. 2.3 triệu của Đinh Lan. 600.000 đồng Trần Thùy Hoàng My ạ. Hoặc là Trần Thùy Hoàng My. 3 triệu Nguyễn Thị Kim Loan, mà số Kim ngộ ta. Kim Loan hả? Kiểm Loan hả? Nhưng Kim này lạ, Phương Dương không rõ. Tiếp theo ok chưa? Đọc số cái đi. 486679 648 đúng không chưa? 456 là đúng rồi đó. 751 số hoặc lấy số chương đi, số nhiều đi, lấy số nhiều đi. Cái này mà chơi tính nhật tử. 486 751 608. Nãy giờ là em tính thôi nè đó. Em lấy 44486 đi nè. 751 thì em làm 752 luôn đi, làm tròn đi, chiến phú đu đu mệt lắm. 486 752 000 rồi em lưu lại số này luôn đi. 486
752. Nè, có số này ghi. 486 752 200. Dạ, đang số là Trần Thị Cẩm Châu ha. Hồi nãy 7 triệu chưa? 7 triệu anh vậy chưa? Chưa 7 triệu. 3 triệu chưa? Mới số cuối nào mới 3 triệu thôi, giờ tới 7 triệu nè. Thôi cái này là Khương Dừa xin lỗi bà con cô bác nha, chắc Khương Dừa sẽ chuyển qua cái tài khoản trắng luôn. Khương Dừa có một cái tài khoản trắng, Khương Dừa sẽ chuyển cho ông bà cô chú để ông bà cô chú chuyển tiền cho dễ, cái thứ để cho mọi người cũng đỡ cộng nữa. Cho em số, em cái số. Cho nó số kìa. 48. Cái thứ hai nữa là 752. Là Khương Dừa, cái này Khương Dừa sẽ cộng lại. 486 752. Rồi, cộng 7 triệu đi. 7 triệu cộng chưa? Chưa. Chưa còn 7 triệu hả? Chưa còn 7 triệu á, đây là cái số cũ luôn á. Còn 7 triệu đi. Trước 7 triệu. Rồi, Trần Thị Cẩm Châu. 7 triệu nè. À, Trần Thị Cẩm cháu anh Tuấn Cali dạ. 500.000 đồng. À, không có rõ tên nè. 200.000 đồng. Không rõ tên nè. 500.000 đồng. Bùi Thị Lê Phương. 500.000 đồng. Không rõ tên. 500.000 đồng, không có tên. 100.000 đồng, Trương Thị Hoài Yến. 500.000 đồng, Cao Thị Mỹ Nương ạ. 300.000 đồng, không có tên. 200.000 đồng, Ngô Quang Trường. 500.000 đồng, không có tên à. 200.000 đồng, dạ không có tên luôn. 200.000 đồng, dạ không có tên luôn. 100.000 đồng, dạ không có tên luôn. 500.000 đồng, Nguyễn Duy Linh. 1 triệu đồng, Nguyễn Trí Minh Tuyết. 1 triệu đồng, dạ không có tên. 500.000 đồng, Trần Mỹ Hoa. 500.000 đồng, dạ không có tên. 5 triệu đồng, Mai Thị Thanh Hiền. 2 triệu đồng, Vũ Thị Dung. Và người gì chắc người bạn à, 200.000 đồng. 100.000 đồng, 200.000 đồng này không có tên nha quý vị. 100.000 đồng, Trần Thị Kim Sang. 500.000 đồng, Tuấn Anh nè. 2 triệu đồng, Trương Thị Bạch Yến. 1 triệu đồng, dạ không có tên. 10 triệu đồng, Phan Thị Kim Hằng, cảm ơn ạ. 1 triệu đồng, dạ không có tên, cảm ơn. 500.000 đồng, Nguyễn Thanh Hà, dạ cảm ơn, không à, có tên. 500.000 đồng, cháu Thiên Trang hả, Châu Thiên Trang à, bếp nhà tranh à, cháu Châu Thiên Trang bếp nhà tranh à. Dạ Khương vừa đọc chị Khương vừa. 100.000 đồng, dạ không có tên. 200.000 đồng, dạ không có tên. Bé Khánh Linh, bé Khánh Linh à. 500.000 đồng, dạ không có tên luôn. 814.000 đồng, Võ Mai Tuyết chuyển khoản. 700.000 đồng, không có tên à, hết rồi mày đứa ơi. 300.000 đồng, dạ không có tên. 300.000 đồng, Lê Ngọc Hoàng. Dạ hiện tại là cái con số Khương vừa cập nhật là tới là lúc là 15 giờ. À không, cái này nó nhảy lung tung. Cập nhật trễ nhất là 16 giờ 54 phút. Đúng là 16 giờ 54 phút. Còn cái này có người gửi thì nó tới sớm, có người tới chậm. Nhưng mà đang là 16 giờ 54 phút. Là ngay chỗ là 300.000 đồng của không có tên. Không, nhưng mà trong tin nhắn là Khương vừa cập nhật tới ngay 300.000 đồng của Lê Ngọc Hoàng nha quý vị khán giả. Rồi, của Lê Ngọc Hoàng, bây giờ Khương Dừa sẽ xóa những cái tin nhắn này. Đủ chưa? Đọ số rồi. 527-266. Đúng không? Giờ Khương Dừa sẽ xóa những tin nhắn này để
Ủa kỹ nó có nó lộn không à. Rồi xóa đi, rồi bây giờ mình mở cái máy bay lại thì giờ có tiền nữa thì nó sẽ cầm vô thôi. Chắc cũng có nhiều nhiều của em là hai người chỉ chưa giống nhau không chưa năm 27 266 để em ghi nha 527 266 266 000. Dạ kể như là tới bây giờ nè, giờ cộng nữa thôi để mai cộng tiếp. Vậy là tới bây giờ là hiện tại là Khương Dừa đang nhận được 527.266.000 đồng là ở trong cái tài khoản của Khương Dừa nha ông bà cô chú. Còn hồi sáng giờ Khương Dừa nhận ở bên cửa hàng sầu riêng khoảng 100 mấy chục triệu nữa. Thì coi như là này 500 mấy chục triệu cộng 100 mấy chục triệu nữa là coi như 650 đi. 650 mọi người vẫn đang gửi vô Khương Dừa rất là nhiều. Rồi có một anh nữa, anh Hải á, anh Hải ảnh chuyển tiền cho Khương Dừa mà gửi tiền cho bà ngoại vé số mà hàng tháng được 10 triệu á, ảnh chuyển cho Khương Dừa 100 triệu nữa. Ảnh Việt Kiều 100 triệu nữa. Cảm ơn anh Hải. 650 thì 650 là coi như 750 ha. 750 là riêng là Khương Dừa mà mấy ngày nay là Khương Dừa nhận được 750 nha bà con cô bác. Mà thôi từ ngày mai Khương Dừa sẽ chuyển qua cái số tài khoản mới đó, mọi người chuyển vô đó đi rồi Khương Dừa ấy một lẹt lọt cho nó dễ chứ bây giờ là cộng gì là dạ. Hai đứa này nó bị nãy giận tiếng chưa ta? 52 phút qua mất phút ạ. Rồi cảm ơn quý ông bà cô chú rất nhiều. Khương Dừa rất thành thật cảm ơn quý ông bà cô chú đã tin tưởng Khương Dừa, chuyển tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa mang đi, để Khương Dừa ủng hộ đồng bào miền Trung đó. Sắp tới thì mấy đứa em của Khương Dừa cũng sẽ phụ hỗ trợ cho Khương Dừa. Hy vọng là trong những ngày tới là quý ông bà cô chú cũng sẽ, mình cũng sẽ cùng hướng về đồng bào miền Trung, ai có gì góp nấy đó. Nếu mà Khương Dừa không có gửi được Khương Dừa thì gọi quý anh chị cô bà bác thì gửi những người khác cũng được, hoặc là quý ông chị ông bà cô bác mình gọi trực tiếp đi cũng được đó. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều nha. Đây là cái clip mỗi ngày thì Khương Dừa sẽ có một cái clip lên lúc 8 giờ tối để Khương Dừa cập nhật cái số tiền quý ông bà cô chú đã giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. Thì mấy cái clip này coi như là Khương Dừa đọc rõ đó, còn Khương Dừa sợ là có nhiều khi quý ông bà cô chú gửi mà không có tin nhắn báo á, thì Khương Dừa sẽ kiểm tra lại cái phần cái sao kê để mình rõ ha. Dạ rồi, tại vì sao tài khoản Khương Dừa thì có cái tiền của Khương Dừa trong đó mà Khương Dừa cũng không có giao dịch gì nhiều nên cũng không sao. Dạ rồi, cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú, cảm ơn bạn Ngân, cảm ơn bạn Trương, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú vào chương trình số ngày mai nha. Bye bye. Chương trình tính số.